Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết toàn dân. Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đến dự và chung vui với người dân. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ngày hội đại đoàn kết năm nay, xã Hòa Phước đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đặc biệt, xã tổ chức hội trại đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn. Qua hội trại thì có tổ chức thi đua Trung Hòa, tìm hiểu về lịch sử Đảng 75 năm của huyện Hòa Vang, 90 năm ngày mặt trận và thi các trò chơi dân gian. Các cái đội là phổ thông thi với nhau để tổ chức khí thế phấn khởi, người ta thi đua để tìm hiểu trang ngày hội. Trong năm 2020, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được xã Hòa Phước tiếp tục phát huy, nhất là trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động. Trong đó, người dân đã tích cực tham gia xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới. Từ đầu năm đến nay, xã Hòa Phước đã bê tông hóa thêm 4 tuyến kiệt hẻm, 2 tuyến nội đồng. Nhiều mô hình sản xuất được nhân rộng như lúa hữu cơ, trồng hoa, nuôi chim cút. Toàn xã có 39 hộ được giúp đỡ thoát nghèo. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh biểu dương những kết quả ấn tượng mà xã Hòa Phước đã đạt được trong năm qua, trong đó Mặt trận Tổ quốc xã đã phát huy vai trò nòng cốt, tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục có nhiều khởi sắc, người dân cũng đã đồng thuận góp phần vào việc đẩy lùi đại dịch COVID-19. Tăng cường các vai trò trách nhiệm của mình, phát huy kết quả đạt được, xây dựng các mô hình sáng tạo, nhiều các hoạt động có ý nghĩa để xây dựng khối đại đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, phát triển xã nhà theo cái hướng là đặt cái lợi ích tập thể, lợi ích của nhân dân lên trên và chăm lo quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân chúng ta, tích cực vận động nhân dân làm tốt các cái chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, của thành phố, của huyện, của xã, cùng chung tay xây dựng thành phố chúng ta ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh với phương châm Đảng nói dân tin, Mặt trận đoàn thể vận động dân theo, chính quyền làm dân ủng hộ, nhân dân chúng ta chung sức chung làm cùng hướng về cái mục tiêu chung. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã trao thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc vào việc xây dựng cộng đồng dân cư, đồng thời trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn và 10 em học sinh vượt khó học giỏi.